này rất là phù hợp với gia đình yên tĩnh, ngắm cảnh núi rừng. Thì chúng ta sẽ đến khu vực sân bay Sầm Sơn để tận hưởng cảm nhận rất là thích và chúng ta sẽ quay về núi rừng tại nơi này. Tôi đang đứng ở khu vực bãi tắm của Thác Tiên, đang đứng ở trên khu vực giữa Trung Trung. Thì ở chúng ta nhìn xuống dưới này, đây là một khu vực thác đổ xuống hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp, hợp cho những ngày hè nóng bức. Mỗi một vùng quê thì cũng đều có những vẻ đẹp khác nhau. Quê hương thì cũng là tình quê ngọt. Vì vậy nên là hôm nay tôi làm clip này cho các bạn thấy là khu vực những miền quê, khu vực Tây Bắc cũng rất là đẹp. Những sử dụng bậc thang, những xóm làng thì cũng san sát nhau và có những cái ngôi nhà sàn vẫn còn mang được tính chất liệu cổ kính. Tôi sẽ zoom lại gần cho các bạn xem. Đây ví dụ như là một căn nhà sàn này vẫn mang vẻ đẹp từ thời rất là xa xưa rồi. Trên cái mái nhà đấy là được bằng gỗ, bằng ván. Chúng ta nhìn thấy là rêu phong đã phủ kín cái mái nhà rồi, nhưng mà cái nhà này đã dựng được nếu tính ra thì năm nay cũng phải tầm được 60-70 năm mà bộ ván không bị gì cả.